cách bổ sung như thế nào cho nó đúng và cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta uống collagen mãi mà không thấy đẹp thì Thu liệt kê ra ngay bây giờ đây. Sự thật về uống collagen, tại sao mà uống collagen mãi mà không thấy đẹp. Nhớ xem hết video ngày hôm nay nhé. Thu biết là các chị em rất là quan tâm đến vấn đề là làm thế nào để cho da mình đẹp hơn, rồi làm thế nào để chống chảy xệ, tóm lại là làm thế nào để mà chống già. Thì hôm nay sẽ là một cái cách để làm sao mà uống collagen mà mọi người sẽ thấy hiệu quả ngay và không phải mất thời gian để suy nghĩ quá nhiều nữa. Riêng ở người thì cái collagen nó sẽ chiếm đến 25% cái tổng lượng protein có trong cơ thể mình. Và collagen thì nó có rất là nhiều ở cái lớp hạ bì của da và nó sẽ giúp cho da của chúng ta, mọi người cứ sờ vào da ấy, sẽ thấy là da lúc nào cũng đàn hồi tốt. Hay là có cái độ nảy thì đó chính là da của mình đã đủ cái lượng collagen. Tuy nhiên thì cứ qua một tuổi, cứ qua một năm cái cơ thể của mình bị lão hóa thì nó sẽ sản xuất collagen ít đi và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là da khô và hình thành nếp nhăn. Và ở giai đoạn này thì các chị em sẽ thấy là ui mình phải bổ sung collagen ngay, nhưng mà đây là sai lầm nhá. Mình phải bổ sung collagen ngay từ khi chưa thấy những cái dấu hiệu lão hóa. Và cái cách bổ sung như thế nào cho nó đúng và cái nguyên nhân vì sao ta uống collagen mãi mà không thấy đẹp thì Thu liệt kê ra ngay bây giờ đây. Thứ nhất là collagen của mọi người nạp vào quá thấp. Cái liều lượng lý tưởng để mà mọi người uống collagen đó chính là ít nhất là 1.500mg cho đến 2.500mg mỗi ngày. Tuy nhiên thì đây là lý thuyết, còn với tùy từng hãng thì họ lại có cái lượng collagen ở trong mỗi cái lọ khác nhau. Ví dụ như là cái lọ collagen của Nhật mà Thu đang uống ấy thì cái hàm lượng collagen của nó khá là cao rồi, nên là một ngày thì Thu sẽ uống là 15ml chia làm 2 lần. Còn với những chị em nào mà đang ở cái giai đoạn là ngoài 40 thì mọi người bổ sung gần như là tăng gấp đôi lên. Thế nên ý, là nhiều khi mình muốn tiết kiệm cũng không được. Ở độ tuổi nào thì mình phải uống đúng liều lượng như thế. Nhưng mà ví dụ như là mình đang ngoài 40 rồi hay là 45 tuổi rồi nhưng mà bổ sung cái liều lượng như là người 30 tuổi thì là không hợp lý. Cái thứ hai đó chính là bổ sung collagen quá là muộn. Thông thường ấy, Thu vừa nói bên trên đấy, tức là chúng ta thường thì các chị em sẽ đợi cho đến khi là cái cơ thể của mình hay là làn da của mình có những cái dấu hiệu lão hóa rồi, ví dụ như là nếp nhăn này hay là da chảy xệ này, thì mới bắt đầu cuống cuồng lên điền nào thì đi dưỡng da rồi uống collagen bổ sung rất nhiều thứ. Tuy nhiên thì đây lại là cái giai đoạn mà nó khá là muộn rồi. Và một trong những cái mà Thu tiếc nhất đó chính là bổ sung collagen từ năm 20 tuổi. Vì khi ở độ tuổi này thì việc bổ sung collagen nó cung cấp những cái dưỡng chất mà nó sẽ kích thích sản sinh ra cái lượng collagen cần thiết ở trong cơ thể nó tốt hơn. Và các chị em thì nên dùng collagen từ sớm nhá. Và nếu mà bây giờ 30-35 tuổi rồi mà mới nghĩ đến việc dùng collagen ấy thì phải dùng ngay và đều đặn. Và nhớ là đúng theo cái lượng cơ thể của chúng ta cần. Và ngoài ra nếu mà đã gọi là xuất hiện những cái dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt mình rồi, ví dụ như là chảy xệ này, hay là nếp nhăn, nếp chân chim, hay là da bắt đầu là xuất hiện những cái đốm nám, đốm tàn nhang, thì mọi người nên kết hợp cả cái sản phẩm mà bôi thoa bên ngoài. Thì bôi thoa bên ngoài thì vừa uống collagen bên trong này, vừa bôi thoa bên ngoài, ví dụ như là cái sản phẩm làm sáng và chống lão hóa tốt như là vitamin C, hay là những cái sản phẩm mà có chứa peptide, thì đây là một trong những cái hoạt chất mà giúp cho mọi người chống lão hóa rất là hiệu quả. Và một cái nguyên nhân nữa mà các chị em sẽ dùng collagen mà không thấy nó cải thiện một tí nào đó chính là không có kiên trì sử dụng. Với những chị em nào mà thích những cái phương pháp làm đẹp mì ăn liền ấy, như là kiểu dùng vài hôm, 3 đến 5 hôm, hay là nghe những cái quảng cáo nào rất là thần thánh là uống mà đẹp ngay lên thì không có nhá, thì Thu khẳng định là những cái sản phẩm hay là những cái quảng cáo đấy là những cái quảng cáo mà mình không thể tin tưởng một tí nào. Bởi vì là nhiều chị em thì chỉ muốn là dùng một gọi là một vài ngày thôi mà đã thấy nản rồi và dừng lại. Rồi mọi người phải hiểu, tức là cái chu kỳ để da của chúng ta nó tái tạo thông thường là nó gần một tháng, tức là 28 ngày. Cho nên là dù các chị em có nôn nóng như thế nào ấy thì cái sự thay đổi trên gương mặt của mình ấy nó sẽ thấy rõ nhất là sau một tháng. Tức là khi mà cơ thể của mọi người, đặc biệt là các chị em đã có đủ những cái thành phần chống lão hóa rồi thì cái làn da sẽ là nơi mà thể hiện ra cái sự chăm sóc cơ thể của mình rõ nhất. Nên là nếu mà dùng collagen hay là các viên uống để chống lão hóa thì các chị em nhớ kiên trì nhá. Cái việc mà mọi người đang dùng sản phẩm này rồi nhảy sang sản phẩm khác luôn ấy thì nó sẽ rất là mất thời gian. Và cái liều lượng của nó khi mà dùng sản phẩm khác thì mình cũng phải thay đổi, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái khả năng hấp thu collagen vào trong cơ thể. Thế nên là một lời khuyên của Thu đó chính là các chị em nên kiên trì sử dụng theo đúng thời gian mà nhà sản xuất đã hướng dẫn collagen.
Vì những cái gì mà bổ sung chống lão hóa cho cơ thể ấy, thì chúng ta rất là cần cái thời gian là mưa dầm thấm lâu, chứ không phải là thần kỳ để mà uống vào là thấy cái kết quả ngay. Thông thường ấy, thì một cái lộ trình mà mọi người sẽ uống collagen nó sẽ kéo dài trong khoảng thời gian là từ 3 cho đến 6 tháng rồi ngưng. Ngưng tầm 1 tháng để có thể hấp thu hết những cái dưỡng chất, những cái thành phần để mà tăng sinh collagen tự nhiên ở trong cơ thể thì chúng ta mới tiếp tục uống một cái lộ trình mới. Tuy nhiên ấy, thì đến bây giờ là mình đã trải qua là 2 lần sinh nở rồi và tôi thấy là bây giờ những chị em còn đến 3-4 lần nữa, đúng không? Nên là cái nội tiết của mình thay đổi này, cái cơ thể của mình nó bị lão hóa lắm, nên là Thu thì Thu vẫn duy trì uống collagen thường xuyên. Vì đây cũng là cái cách để mà Thu bổ sung collagen trực tiếp vào cơ thể. Chính xác là mình bổ sung những cái chất có thể tăng sinh collagen tự nhiên. Và Thu thì uống cái loại collagen này, tức là đây là cái collagen của Nhật. Và Thu đã có thời gian trải nghiệm nó trong vòng gần 3 năm rồi, cứ uống miết cái loại này thôi. Thì đây nó là, bây giờ nhá, thì có rất là nhiều những cái loại collagen ngoài thị trường, nào thì viên uống này, dạng bột này, có rất là nhiều dạng collagen rồi dạng thạch nữa. Nhưng mà Thu thì Thu thấy là cái dạng nước, tức là dạng collagen thủy phân ấy, thì nó sẽ cho hiệu quả cao nhất. Lý do là vì sao? Khi mà nó trải qua cái quá trình thủy phân rất là phức tạp để tạo nên những cái phân tử siêu nhỏ thì nó sẽ thẩm thấu vào cái đường tiêu hóa của mình tốt hơn. Và từ đấy thì những cái chất này khi mà nó đã đủ thời gian, đủ liều lượng thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta chống lão hóa rất là tốt. Và mỗi một giai đoạn, mỗi một tuổi, rồi mỗi một cơ thể sẽ có cái độ hấp thụ những cái dưỡng chất của chúng ta nó khác nhau. Nên là việc mà các chị em duy trì với collagen dạng nước và đúng liều lượng và kiên trì nhé, nó rất là quan trọng. Và trong video này thì tôi đã đưa ra cho các chị em là lý do vì sao mà mình uống collagen mà mình thấy không thấy hay là chưa thấy hiệu quả. Thì đừng có sốt sắng nhé, hãy kiên trì cho Thu, đặc biệt là những cái dạng uống nó rất là tốt cho cơ thể, nhưng mà phải kiên trì thì sẽ thấy được hiệu quả, sẽ rơi vào tầm từ 3 cho đến 6 tháng. Và nếu mà vẫn muốn cải thiện cái làn da của mình thật là nhanh thì Thu sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách là bôi thoa ở nhà và dùng cái sản phẩm gì như thế nào, thì mọi người cứ inbox cho Thu, Thu sẽ trả lời các chị em tất tần tật những cái câu hỏi của mọi người. Và cảm ơn các chị em đã theo dõi hết video này, và hẹn gặp lại mọi người ở các video clip sau.